Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bất lực trước Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tô Lâm dở chiêu cùn. Với mối quan hệ khủng từ ông Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân đến những người đương chức như Phạm Minh Chính, Phạm Bình Minh, vân vân, thì bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho biết rằng bà là người không hề dễ bị bắt. Với quan hệ khủng như thế, việc nắm bắt thông tin mật trước khi Tô Lâm triển khai việc bắt người là hoàn toàn có thể. Bà là người đã kết nối những vụ buôn bán vũ khí lên đến hàng tỷ đô la. Và rất nhiều người đã đánh hơi và cao chạy xa bay trước khi quân của Tô Lâm ập đến. Những người đó có thể được kể ra như ông Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Bùi Quang Huy, Hồ Thị Kim Thoa. Những người này đều trốn chót lọt và Tô Lâm đành phải bó tay. Chỉ có Trịnh Xuân Thanh đã trốn được nhưng lại lên tiếng thách thức ông Nguyễn Phú Trọng và đã bị bắt cóc đem về quy án. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nguyễn Thị Thanh Nhàn có mối quan hệ tốt hơn với những nhân vật kia và có liên quan đến những nhân vật đương chức có quyền lực rất lớn. Bà lại nắm giữ số tiền cũng khủng khiếp. Việc để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị bắt giữ không khác nào những người có liên quan đến bà bị mất trắng sự nghiệp chính trị. Vì thế, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã được bảo vệ và được che giấu kỹ là điều dễ hiểu. Không phải cứ hễ có quyền lực trong tay là tóm ai cũng được. Tóm những người thường dân hiền lành thì dễ tóm, chứ như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thì Tô Lâm không phải là người đáng ngại. Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã biết tin xấu, đợi bà từ rất lâu rồi, nên bà đã cao chạy xa bay từ ngày 19 tháng 6 năm 2021, tức là cách đây gần một năm. Quả thật, không biết ông Tô Lâm đã vờn Nguyễn Thị Thanh Nhàn hay ngược lại. Bó tay trước việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bỏ trốn, Tô Lâm đã dở chiêu cuối cùng, đó là phát lệnh truy nã. Vào ngày 10 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IEC, căn cứ theo quyết định khởi tố bị can của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1969, tại Bắc Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế. Đây là hình ảnh chiêu cùn của ông Tô Lâm là phát lệnh truy nã. Át hẳn bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không ở Việt Nam với sự giàu có đủ để mua quốc tịch ở nước ngoài. Với mối quan hệ khủng đủ để biết trước mọi thông tin bất lợi, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hoàn toàn đủ khả năng để có thể định cư ở nước ngoài và an tâm mà hưởng thụ. Chỉ có dại như ông Trịnh Xuân Thanh thì mới lên mạng xã hội cho Tô Lâm biết nơi đang ở, chứ như những người khác âm thầm sống ở nước ngoài thì có 10 ông Tô Lâm cũng đành bó tay, như Vũ Đình Duy hoặc như bà Thoa tại Pháp và rất nhiều nhân vật khác hiện nay đang an sống ở những nơi sang trọng, lịch sự và rất đầy đủ. Nơi thường trú của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đó là căn hộ số 1102, chung cư Pacific, số 83, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Nơi ở hiện tại là căn hộ số 1709, cũng chung cư ở số 83B, phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuy nhiên, dù lục soát thật kỹ, dù bố trí người theo dõi dày đặc, thì Tô Lâm vẫn không thể nào lần ra manh mối của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Theo thông tin của lệnh truy nã thì bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người được truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, ông tướng quyền uy nhưng bất lực trước bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Nếu những ai luẩn quẩn tại Việt Nam thì lệnh truy nã là mối nguy khôn lường, kể cả sang Thái Lan, Campuchia, Lào hay Singapore. Khó mà trốn thoát, khi ra đường bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Tuy nhiên, với tầm những Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không ai lại dại đến mức phải ở trong nước cả. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn trước lệnh truy nã tới 11 tháng, thời gian đủ để dài để kiếm một suất định cư ở nước ngoài. Việc để bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn thoát là lỗi của cả bộ máy. Với việc bà Nhàn biết trước thông tin tới một năm, thì có thể nói ông Tô Lâm không hề có chiêu độc đáo nào có thể tóm được bà cả. Đấy là sự bất lực của ông tướng công an. Phát lệnh truy nã là vô dụng đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong trường hợp này, mà ngược lại có thể giúp bà
tị nạn chính trị với lệnh truy nã đó. Trong trường hợp này, chiêu của Tô Lâm chỉ là chiêu cùn. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin thêm một cựu thứ trưởng bị gọi tên, số phận bà Nguyễn Thị Kim Tiến lâm nguy. Ông Trương Quốc Cường đang bị sổ khám và đang bị điều tra, thì điều đó có nghĩa là mối nguy đang trực chờ bổ xuống đầu bà cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Vào ngày 12 tháng 5, ông cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã bị đưa ra tòa vì tiếp tay cho thuốc giả. Ông Cường là Thứ trưởng Bộ Y tế dưới thời bà Nguyễn Thị Kim Tiến. Bà Tiến được bảo vệ bằng những mối quan hệ khủng nên tạm thời bà chưa bị hầu tòa. Tuy nhiên, Ban Bí thư đã kỷ luật bà Tiến. Đây xem như là bản án treo. Nếu có tình tiết mới trong vụ án Việt Nam Pharma mà liên quan đến bà Tiến thì xem như bà Tiến sẽ có nguy cơ bị bắt giam. Hiện nay không một ai có thể an toàn cả. Đây là hình ảnh Trương Quốc Cường đã giải ra hầu tòa. Viện Kiểm sát xác định ông cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường thuộc cấp tại Cục Quản lý Dược đã thiếu trách nhiệm hoặc có động cơ cá nhân làm trái công vụ dẫn đến việc 7 loại thuốc giả được cấp phép và lưu hành tại Việt Nam. Tội vô cùng nặng, nhưng không hiểu sao bà Nguyễn Thị Kim Tiến không có tên trong cáo trạng, dù rằng bà là người chịu trách nhiệm cao nhất cho những sai phạm thuộc thẩm quyền quản lý của bà. Nội dung bản cáo trạng được Viện Kiểm sát công bố tại tòa cho thấy những sai phạm của bị cáo Trương Quốc Cường và các thuộc cấp từ khâu thẩm định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác hết 2.000 Canada được nhập khẩu vào Việt Nam. Và phía sau đã đem đến cái chết của hàng ngàn bệnh nhân Việt Nam. Chính quyền chỉ truy tố từ ông Trương Quốc Cường trở xuống cũng không biết lý do tại sao. Cục Quản lý Dược đã lập hội đồng gồm 12 chuyên gia lần đầu thẩm định đã bác hồ sơ trên với lý do FSC và GMP đều không hợp lệ. Các hồ sơ không được hợp pháp hóa lãnh sự, GMP đều không có giấy chứng nhận dây chuyền sản xuất đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, sau đó, hồ sơ lại qua khe hẹp. Ai đã chỉ đạo vụ việc nghiêm trọng này? Đây là câu hỏi đang được đặt ra. Nếu ông Trương Quốc Cường chỉ đạo, thì bà Nguyễn Thị Kim Tiến phải chịu trách nhiệm vì tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn nếu bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo, thì tội càng nặng hơn. Theo một số luật sư tham gia vụ án thì họ có đề nghị triệu tập ông cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang để làm rõ một số lời khai. Có khả năng khi mở rộng vụ án, ông Cao Minh Quang cũng dính đến sai phạm này. Vụ án có 14 bộ bị cáo bao gồm ông Trương Quốc Cường và 13 bị cáo khác trong vụ án buôn thuốc giả liên quan đến công ty Việt Nam Pharma. Đây là hình ảnh ông cựu Thứ trưởng Cao Minh Quang bị đề nghị được gọi ra tòa. Thực tế, em chồng và Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến là ông Hoàng Quốc Dũng, từng là Phó Tổng Giám đốc phụ trách về xây dựng đầu tư của công ty Việt Nam Pharma. Tuy nhiên, khi bị truy tố, ông Dũng không dính gì đến vụ án, cũng là điều hết sức lạ. Ông Nguyễn Minh Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Việt Nam Pharma, người bị tuyên án 12 năm tù về tội buôn lậu và làm giả con dấu để nhập lậu hàng ngàn lô thuốc chữa bệnh ung thư giả, đã che chở cho ông Hoàng Quốc Dũng rằng ông hình như không có ký quyết định bổ nhiệm ông Dũng, em chồng bà Tiến. Thế là ông Dũng đã thoát nạn, chuyện thật mà cứ như đùa. Cũng không hiểu sao cơ quan cảnh sát điều tra lại cho qua điểm đáng rất nghi ngờ này. Được biết trước đó vào ngày 28 tháng 8 năm 2017, một tờ báo khi đó có bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Kim Tiến để làm rõ các vấn đề được dư luận quan tâm sau khi bà Tiến trước đó về việc em chồng và con trai bà làm việc cho Việt Nam Pharma. Bà trả lời đó là thông tin bịa đặt và vu khống. Bà nói nguyên văn như sau: trong gia đình tôi không ai tham gia công ty này cả. Đây là công ty nhỏ. Tôi còn không biết nó như thế nào đến khi vụ việc nhập thuốc có nhiều nghi vấn được Cục Quản lý Dược báo cáo và Bộ đã chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Công an để làm rõ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Kim Tiến liệu có thoát hay không. Bà Tiến cũng cho rằng đó là thông tin bịa đặt vu khống, nhưng không hiểu sao Ban Bí thư lại kỷ luật cảnh cáo bà sau đó.
mỗi người đều có quyền phủ nhận, tuy nhiên thực tế thì chỉ có một. Việc bà Tiến bị kỷ luật đã nói lên tất cả, số phận bà Tiến không an toàn. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn vững trên ngôi thì số phận bà Tiến không có gì là đảm bảo cả. Thời gian tới sẽ trả lời.